tiền đi đại gia. Đại gia hắn ra. Nè, cô gỗ. Mình đi. Đại gia, đại gia tiền đi. Đại ông, đại bà, đại ông, con cắp bạc, chén cơm. Được rồi, đại ca, chúng ta đừng đau lòng nữa, chúng ta phải lên đường mà. À, đại ca, chúng ta đi. À, đủ rồi, đi chỗ khác đi. Tối ngày nè, đại gia, xin làm ơn trời ơi, nữa rồi à. Không được, đâu chỗ người ta buôn bán làm ăn. Đi. Đại gia, nói thiệt là, tối ngày cứ đến đây xin tiền hoài à. Chỗ buôn bán làm ăn, làm như vậy là làm sao tôi làm ăn được chứ. Bực mình. Đại gia, đại gia xin chút tiền đi. Đại gia, ta xin chút tiền đi. Đại thúc, Khoa đều là nạn nhân cả. Ông phải tử tế họ một chút chứ. Nè, ông nói cái gì kỳ vậy? Tôi ở đây buôn bán kia mà. Hả? Buôn bán thì làm sao? Ông không biết điều gì cả. Làm cái gì mà dữ vậy? Có chuyện từ từ nói mà. Ê, đại thúc, xin hỏi danh phủ của tầng cối làm sao tới được? Hoàng thượng mới vừa qua sông mấy ngày, đâu đâu cũng là những người phương Bắc chạy nạn. Tôi làm sao biết được Tần đại nhân ở đâu chứ? Hoàng thượng qua sông có hàng loạt quan vào thành. Vậy ông biết chỗ nào là chỗ tập trung các quan không vậy? Để tôi chỉ cho ông nghe. Ông hãy đi thẳng chỗ này đây nè. Đi tới chỗ có một căn nhà rất lớn đó, chính là nhà môn. Tôi nghĩ là ở đó. Cảm ơn đại thúc. Không có gì, đi. Ông phải coi chừng nha hả? Khởi bẩm đại nhân, sứ thần Biên Kinh cầu kiến. Xin đợi một chút đi. Ngô cậu, nhớ nha, đợi chút xíu đừng có xen lời. Đại ca, hãy yên tâm đi, tôi không có gây họa đâu. Ê, nhỏ tiếng một chút. Tôi... Đại ca, tại sao lại không mời chúng ta? Hãy đứng đợi. Đứng mà uống nước sao? Nếu mà em không đợi, ra ngoài đi. Em... Tần Trung. Dạ. Lão già. Vào đây. Dạ. Có quân trạng hay là không hả? Hay là tính hàm gì? Có quân hàm cầu viện của Tôn Lưu Thủ. Đại ca, quan quỷ gì kỳ vậy? Mời người nào tiến lên trả lời. Mà tướng trả lời, phó thống chế Nhạc Phiền. Khởi bẩm đại nhân, Biên Kinh phó thống chế Nhạc Phiền trả lời. Được. Biên Kinh có giữ được hay không? Khởi bẩm đại nhân, vẫn giữ được. Giữ được còn tới cầu viện làm gì? Khởi bẩm đại nhân, lương thực trong thành đã cạn. Thêm vào đó Trường Kỳ bị dây. Điều đó ta biết, không cần nói nữa. Khởi bẩm đại nhân, thủ quân ở trong thành Biên Kinh, người nào cũng sĩ khí dồi dợi. Kim Ngôn Trột tuy rằng nhiều lần tấn công, nhưng không thể làm được gì, không thể công thành.
Nếu mà không phá diện quân ra, chỉ mong lương thực đầy đủ, Thanh Minh Kinh giữ được mà. Người nào sai người đến đây tìm ta? Là Hạng Thế Trung, Hạng Nguyên Soái. Hắn nói như thế nào? Hạng Nguyên Soái nói, đại nhân trung tâm báo quốc, chỉ có đại nhân mới có thể giải dạy cho Biên Kinh. Ta nào đâu có khả năng lớn như vậy được. Nè, ông nè. Bên hay là cấp đường thuật, đăng đại nhân cứ nói thẳng đi. Nè. Mong đại nhân bất giận. Còn mau quỳ xuống. Ngưu cậu, nhớ lời của ta, đi về chuyển lời cho Tôn Trạch. Biên Kinh nếu giữ được thì giữ, không được thì thoát dòng dây vào Nam để bảo toàn thực lực, sau này có thể bắt tiến mà lấy lại. Binh mã các hộ phía Bắc Trường Giang lại xem nhiệm vụ bảo vệ tân binh kiến Nam làm hàng đầu, không thể đưa binh ra Bắc. Còn về việc lương thực, người đã nhìn thấy rõ rồi. Nạn nhân đầy dẫy ở trong thành, không có gì để ăn, ta cũng rất khổ sở. Mong Tôn Hữu Thể thông cảm cho sự khó khăn của triều đình. Cho họ hai con ngựa, lập tức trở về Bắc mà truyền lời lại, không được trễ nha. Dạ. Đại nhân, theo ta đi lệnh ngựa đi. Hả? Đi đi. Tần Thượng Thư, vậy chứ lương thực đã đi đến đâu rồi? Khải tấu hoàng thượng, lúc mà qua sông, thần đã viết thư cho các châu quận lưu vực của Thái Hồ, nghĩ rằng chẳng mấy chốc có thể vận chuyển tới Kiến Khương. Những bá tánh theo trẫm qua sông vào Nam khoảng chừng là bao nhiêu? Khải tấu hoàng thượng, con số đích thực không thể nào thống kê, thần dự đoán vào khoảng mấy chục triệu. Hả? Chuyện này không phải nhỏ đâu. Lương thực nhất định phải cung ứng đầy đủ, không thể để cho dân đói ở lại gây họa cho miền Nam. Thần biết sự việc quan trọng, mong hoàng thượng an tâm. Còn nữa, người Bắc và người Nam, ngôn ngữ, cá tánh, phong tục tập quán đều khác biệt. Nếu có tranh chấp, nên hết sức mà điều giải với nhau, đừng có kỳ thị lẫn nhau. Hoàng thượng nói thật là đúng, thần nhớ mãi trong lòng. Còn về lưu thủ Tôn Trạch có quân tình gì hay không? Hãy tấu hoàng thượng, Tôn Trạch kiên thủ biên kinh, người Kim không thể đưa quân vào Nam, hoàng thượng có thể an tâm. Trẫm làm sao mà an tâm được? Người Kim muốn giết chết trẫm, lòng dạ đã rõ ràng. Trẫm thì không thể khuất phục được, còn người Kim thì lại không chịu buông tha. Sau này có lẽ chiến tranh triền miên, không ngày yên ổn. Tần Thượng Thư, dạ, ông có cách gì để đối phó với đại cuộc hay không? Khải tấu hoàng thượng, thần cho rằng Bắc tự Bắc, Nam tự Nam, đại cục sẽ ổn định. Bắc tự Bắc, Nam tự Nam. Khải tấu hoàng thượng, miền Nam bất ổn, việc bắt phạt đương nhiên không thành. Binh quyền không ở hoàng thượng,
binh nhiều thì lại xảy ra cục diện tranh chấp. Đừng nói nhiều nữa, điều đó trẫm đã biết rồi. Báo cho cơ mật diện hết lòng phòng thủ tuyến đường Trường Giang, ổn định miền Nam. Thần tuân chỉ. Đã vận chuyển tới rồi đó, đừng uống nữa. Cái gì á? Uống rượu lương thực đến nhiều lắm rồi, mọi người đã có công việc làm. Đứng dậy mau đi, đứng dậy, đi, đi, đi. Tôi đi, đành phải chịu thôi. Đại ca, hôm nay hãy vận chuyển lương thực qua sông. Ra tay đi, để bằng không trở về tay trắng, mặt mũi gì mà gặp nguyên soái. Được. Đại ca, nhưng mà chúng ta làm sao vận chuyển? Mặt đại chúng ta xuất thành ngựa có thể đi được, dùng ngựa kéo lương thực. Ngựa đâu mà có. Đại ca có cách rồi. Giang lại. Ngu cậu, nhanh lên. Dạ. Đi lâu
vậy còn chưa về, cũng không biết là có chuyện gì xảy ra hay không. Tôi nghĩ không có chuyện gì xảy ra đâu. Nguyên Soái à, nằm xuống đi. Bây giờ là giờ gì? Vừa qua giờ tí. Đã nhiều ngày lắm rồi, quân Kim hoàn toàn không có động tĩnh gì. Khởi bẩm Nguyên Soái, quân Kim đã 12 ngày rồi không có động tĩnh gì. 12 ngày. Nếu càng yên tĩnh thì càng phải cẩn thận. Thuộc hạ biết rõ. Chiến tranh gì kỳ vậy? Nội thành, ngoại thành, mấy vạn binh mã cứ ngồi mà ăn không thôi. Bây giờ chúng ta hãy so sánh ý chí của ai mạnh hơn ai. Nguyên Soái à, Nguyên Soái, ông hãy nằm nghỉ đi. Suốt nửa cuộc đời Nam chinh Bắc phạt, không chết ở trên mình ngựa, đến khi già rồi phải đổi chết trên giường. Thật đáng hận, võ tướng gì mà kỳ như vậy, đổ võ tướng. Dạ Nguyên Soái à, Nguyên Soái hãy lên giường mà ăn nghỉ đi, để tôi tìm người mang đồ ăn vào cho. Ta cử động hết nổi, đừng có hoang phí lương thực. Những chiến sĩ thủ thành cần có thể lực, để lương thực lại cho họ đi. Ta thật là muốn phi ngựa ra ngoài để xung sát một trận, để giải đi mối hận ở trong lòng. Ở trên giường có thể là tận trung với Tống Quốc không? Đại Tống triều ta có thể thêm một hảo hán là có thêm một tia hy vọng. Khởi bẩm Nguyên Soái, nhà thống chế giờ thành ý kiến. Nhà quy về rồi hả? Cho chuyện vào đây mau. Dạ. Nguyên Soái. Nhà quy, sự việc ra thế nào hả? Mạc tướng vô năng, không có xin được lương thực và viện binh. Nguyên Soái, nhưng mà Mạc tướng cho người xuất thành ăn cướp lương thực. Cướp lương thực của quân Kim à? Đúng vậy, tôi và Ngô Cẩu đã chuẩn bị xong xuôi, bây giờ binh sĩ đang bí mật chuyển lương thực vào thành. Ý kiến hay lắm. Trong thành đang thiếu lương thực. Ý kiến hay lắm. Nguyên Soái, ông bị thương lúc nào vậy? Đánh giặc bị thương là chuyện thường thôi. Hãy nói thử, ngươi vào Nam cầu viện, tại sao lại không có kết quả? Cơ mật viện gặp được ai vậy hả? Nguyên Soái, Mạc tướng không muốn đến cơ mật viện. Hàm thấy trung hàng Nguyên Soái chỉ điểm tôi đi gặp thằng cuối tầng đại nhân. Có gặp không?
cô ấy nói như thế nào? Tôi thật sự không hiểu Tần đại nhân có dụng ý như thế nào. Mà trước khi tổng quân ở trong dân chúng, nghe người ta đồn Tần đại nhân có can đảm trong danh tiết, nhưng mà lời nói của hắn về Mạc tướng đây làm cho Mạc tướng không thể nào hiểu nổi. Vậy hắn đã nói gì? Thái độ của hắn cuồng ngông, rõ ràng là lạnh nhạt vô cùng. Hắn hoàn toàn cự tuyệt. Hắn sai Mạc tướng về chuyển lời cho nguyên soái ba trọng điểm. Thứ nhất, ba tánh phương Bắc theo triều đình qua sông rất nhiều, không có lương thực thừa thải để cấp cho chúng ta. Thứ hai, quân đội miền Bắc của Trường Giang tạm thời đã về phòng thủ Kiến Khương làm chủ yếu, không thể nào điều động quân đội ra Bắc chi viện. Thứ ba, nếu như Biên Kinh thất thủ, hắn buộc nguyên soái phá dòng dày xuống miền Nam bỏ đi thành trì. Chúng ta chỉ còn tự thủ thành Biên Kinh, không thể dựa vào bất cứ ai. Nguyên soái, Tần Cối, ngươi có dụng ý gì? Một khẩu đô thành trì đàng hoàng như vậy, tại sao bá tánh Tần Cối? Nguy rồi, chúng tấn công toàn diện. Làm sao bây giờ? Hãy mau báo lại với Phong Nguyên Soái. Đi mau đi. Soái, quân Kim đã ùa đến dưới thành rồi, hình như có thế công phá thành. Biên Kinh là cựu đô của bản triều của ta, chỉ có thể tự thủ chứ không thể nào bỏ thành. Thuộc hạ biết rõ. Lưu Dự, theo ta ra ngoài. Thank you.
ta chết ở nội thành Cửu Đô, chết đúng như mình muốn, nhưng mà chết không có phải lúc, lòng ta hận vô cùng, lòng ta hận vô cùng, hận vô cùng. Nguyên soái, Nguyên soái, Nguyên soái, tiếng Khương Vũ, Nhạc Phi, tiếng Khương Vũ ở phương hướng nào hả? Hãy dìu ta đứng dậy. Hãy dìu ta đứng dậy. Nguyên soái, hoàng thượng, hoàng thượng, khởi tấu hoàng thượng, thần biên kinh hữu thụ Tôn Trạch, cô phụ sứ mạng, lạp nhục hoàng ân, hoàng thượng. Mở khóa cửa thành. Mở khóa cửa thành. Tôi không thể lìa khỏi ông. Tôi bây giờ không thể lìa khỏi ông được. Người muốn kháng lệnh của ta hả? Nguyên soái. Đại ca, đại ca, đại ca, đại ca đã bị phá rồi. Người nói cái gì? Thành đã bị phá rồi. Ngu cậu. Yeah. Ra ngoài. Đại ca, ngươi ra ngoài. Nguyên soái, Nguyên soái, Nguyên soái, Nguyên soái, biên kinh lại mất như vậy hay sao? Ta không cam lòng. Đề phòng cần cối tử thủ biên kinh, tử thủ biên kinh. Nguyên soái, Nguyên soái, Nguyên soái, Nguyên soái, Nguyên soái, Ngô cậu, ra ngoài đi, đứng lại. Ngươi ra ngoài, đừng bao giờ thối lộ tin tức Nguyên soái đã qua đời rồi, biết chưa hả?
Nếu mà tiết lộ ra ngoài, anh sẽ hỏi tội em. Ra ngoài đi. Dạ. Nguyên Soái. Nguyên Soái. Nguyên Soái. Nghe đi, Phó Soái, hai người hãy bảo vệ Nguyên Soái mau. Dạ. Anh lên đồng trôi xa. Lời của ông, tôi nhất định sẽ ghi nhớ. Tôi nhất định sẽ giữ thành viên kinh này. Kim Ngục Tổ. Phó Nguyên Soái, Lưu Thông Chế. Nhạc Phi, cũng may người kịp thời đuổi tới. Nếu không trận chiến này không biết đánh làm sao đây. Đại ca, Mạc tướng xin gặp Phó Nguyên Soái Thông Chế. Đêm nay mọi người đã mệt mỏi cả rồi. Bốn anh em ở Thang Âm Người, lần này phải ghi công đầu mới được. Để ta bẩm báo cho Nguyên Soái để trọng thưởng các người. Tạ ơn Phó Nguyên Soái. Đợi một chút. Phó Nguyên Soái, bốn anh em chúng tôi tận tâm vì nước, đó là lẽ đương nhiên. Đừng có gây công trạng của họ. Tôi nghĩ không cần kinh động Nguyên Soái. Nói gì kỳ vậy, có công thì đương nhiên bẩm báo. Bây giờ tôi vào bẩm báo Nguyên Soái. Không được đâu, ông đừng có bao giờ đi. Nguyên Soái đã, ông đã. Ông cậu, anh dặn em làm sao hả? Dạ em biết rồi. Em biết rồi. Ngục ca, chuyện gì vậy hả? Tại sao anh lại khóc? Tại sao lại khóc chứ? Có chuyện gì vậy? Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao lại khóc chứ? Ba người hãy nghe lệnh, lập tức đi thanh lý chiến trường, đem người chết cho người bị thương của quân ta lập tức báo cáo. Lui ra. Dạ. Dạ. Có người xoáy, thông chế, hai ông đã cực khổ suốt đêm, xin mời về nghỉ ngơi. Được rồi, ở đây ta giao cho người. Dạ. Nói đi mà, chuyện gì vậy? Chuyện gì? Nè, 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 n
Đủ rồi, đừng khóc nữa. Để đau lòng, ta còn đau lòng hơn nữa. Bây giờ không phải là lúc để mà khóc đâu. Đại ca, vậy thì chuyện gì đã xảy ra? Hãy nói cho tụi em biết đi. Nguyên soái mới vừa qua đời. Ba người hãy nghe cho rõ, lập tức đến giữ thẩm phòng của Nguyên soái, không có cho ai đưa vào cả. Dạ. Nguyên soái, 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 ông bỏ đi như vậy sao? Ông bỏ đi, tôi không tin như vậy đâu, tôi không tin như vậy đâu. Phó nguyên soái, thấy dàn cơn đau buồn. Nguyên soái mới qua đời chẳng lâu, còn có rất nhiều việc đang đợi ông quyết định. Trong lòng của ta đang rối loạn. Ta phải đích thân gánh vác sự an nguy của Biên Kinh. Chúng ta hãy lo tang lễ cho nguyên soái trước. Phó soái, mặt tướng cho rằng cái tin tức qua đời của nguyên soái tạm thời đừng có công bố, đừng có thông báo ở ngoài. Đội mệnh đối địch kỳ giúp là trận tiền vô chủ soái, tung tin này ra lòng quân sẽ di động, hậu quả khó ngờ. Mong phó soái suy nghĩ. Nói cũng đúng lắm. Trước mắt chỉ có phó soái, thuộc hạ và ba anh em của tôi, Ngu Cậu, Trương Quý, Trương Kiến mấy người biết thôi. Tôi đã dặn tụi họ không thể tiết lộ ra ngoài, tuyệt đối đáng tin. Thuộc hạ đã ra lệnh ba anh em họ ngày đêm giữ gìn phủ nguyên soái. Tôi hy vọng phó soái hạ lệnh không cho bất cứ ai đến đây bẩm cáo chuyện gì. Được, ta lập tức hạ lệnh. Phó soái, lương thực diện binh ở miền Nam vẫn còn chưa tới. Lương thực lần trước chúng ta cướp được đó chỉ duy trì nửa tháng mà thôi. Thuộc hạ kiến nghị, nếu có cơ hội ra thành cướp lương thực nữa, chỉ cần có lương thực là có thể đối địch trước khi một chột rồi. Nói đúng ghê lắm. Nhạc Phi à, người mưu trí hơn người. Chẳng trách gì lúc nguyên soái còn sống hết lòng xem trọng nhà người. Được, hãy làm theo phương pháp của nhà người nói đi. Thuộc hạ tuân lệnh. Ngươi ra ngoài nghỉ ngơi. Ba người hãy nghe lệnh. Bắt đầu từ bây giờ, không kể ngày đêm, ba người phải luân phiên nhau giữ phủ nguyên soái này. Bất cứ ai không được ra vào. Phó soái hạ lệnh, người vi phạm giết ngay lập tức. Dạ. Đêm nay người nào giữ trước? Tôi.
Được. Đừng có lười biếng nha. Dạ. Đại ca, tôi... Càng nghĩ càng tức. Nhìn nét mặt của phó nguyên soái, kêu ta dọn dẹp chiến trường. Dẫu sao ta cũng là một thống chế chứ. Rõ ràng làm ta khó xử mà. Đại nhân, ông hãy coi mấy anh em của Nhạc Phi, họ chỉ mới thắng có một trận nhỏ thôi, họ có vẻ tự đắc vô cùng vậy đó. Những người nhà quê chưa có sành đời, mới làm lính chứ có vài ba ngày thôi, thế nào tưởng mình là tướng quân sao? Lưu dự ta theo tôi nguyên thối đến giặc khắp qua Nam qua Bắc, trận chiến nào mà ta không gặp chứ? Đại nhân, ngài hãy bớt giận đi, đừng có tính toán với họ làm gì. Nhưng mà ấy, có chuyện gì cứ nói, đừng có ấp úng như vậy. Thuộc hạ to gan nói thẳng, sau này đại nhân nhất định phải đề phòng Nhạc Phi, bởi vì Nhạc Phi là người nguyên soái đề bạt, e rằng sau này sẽ trở ngại đến tương lai của đại nhân đó. Hi. Kinh nghiệm Nhạc Phi đồ nước lên làm phó thống, tại sao ngồi đúng ngang hàng với ta được chứ hả? Lưu Điềm. Có thuộc hạ. Để ý Nhạc Phi, âm thầm để ý ba gã nhà quê kia hành động cử chỉ của họ nha. Thuộc hạ tuân lệnh, xin đại nhân hãy an tâm. Có động tĩnh gì, thuộc hạ lập tức bẩm báo đại nhân. Đại nhân. Có chuyện gì nữa? Đại nhân, ông còn chưa bẩm báo với phó nguyên soái về việc thu dọn chiến trường. Thế nào? Đại nhân, ông cứ đọc theo ở trên này là được rồi. Một thống chế thâm niên như ta mà báo cáo vụ này, đổ phó soái rõ ràng muốn làm khó ta. Lưu giữ tất cả cửa canh giữ kỹ, không cho người nào ra vào. Dạ. Ngưu Cẩu. Thuộc hạ tham kiến thống chí. Nhà phó thống chí đang ở trong đó không? Nguyên soái đã ngủ rồi, không có ai ở trọng. Không có ai ở trọng, tại sao canh gác cẩn thận như vậy? Phó nguyên soái hạ lệnh không cho bất cứ người nào vào phủ nguyên soái, thuộc hạ trách nhiệm gác tại đây. Vệ binh của phủ phó nguyên soái nói phó nguyên soái còn ở tại phủ nguyên soái chưa cái gì nhìn, tại sao nói không ở trong này? Phó nguyên soái lúc nãy ở trong này, nhưng mà ra đi được một dạo rồi, thuộc hạ không dám giáo thống chế. Vậy thì tránh ra, thuộc hạ có lệnh trên mình, mong thống chế đừng làm thuộc hạ khó xử. Tránh ra. Phó nguyên soái không nói cho ta biết có lệnh cấm này, vậy ông hỏi cho rõ ràng. Ngưu Cẩu, người ngang tàng. Nguyên soái mới vừa đi ngủ, đừng lớn tiếng làm phiền nguyên soái. Ngươi thật là to gan, dám cản trở công việc của ta sao? Thuộc hạ tôi lệnh giữ phủ nguyên soái, tất cả chuyện khác vô can với tôi. Ông đừng tưởng là thống chế Ngưu Cẩu tôi không sợ chuyện đó đâu. Được, có giỏi thì đừng có đi, ta không tin không làm gì được ngươi. Chuyện gì vậy? Thuộc hạ tham kiến phó nguyên soái. Phó soái tôi Lưu Dự, ta tìm ngươi nửa ngày, ngươi ở đây làm cái gì vậy? Phó soái, thuộc hạ vừa thanh lý chiến trường xong, đến đây để báo cáo phó soái. Được rồi, ngày mai hãy nói, ngày mai hãy đến chỗ ta, ta có chuyện rất quan trọng muốn nói cho người nghe. Dạ phó soái. Phó soái, nếu như hắn... Được rồi, hãy về đi. Dạ. Ngưu Cẩu, ngươi mệt hay không? Trách nhiệm của thuộc hạ mà. Võ Trạng Nguyên, ngài ủng hộ tôi, lo cho tôi. Đại pháp Trường bị giết, cũng nhờ ngài triệu tôi nhập ngũ, cứu mạng của tôi.
Đại ơn không thể không trả. Tôi đúng ra muốn thay đổi bên mình của Nguyên Soái, giúp ngài tạo một phen sự nghiệp. Nhưng mà bây giờ đã không còn cơ hội nữa. Lời của ngài nói tôi nhất định sẽ ghi nhớ. Cẩn thận tầng cối. Nguyên Soái, tôi tạm thời không tuyên bố tin buồn. Việc này bất đắc dĩ. Tôi hy vọng ngài lên thiên trên trời hiểu rõ khổ tâm của tôi. Tôi không thể để ngài vĩnh viễn ở tại đây đâu. Lúc quân kim chưa lùi, tôi sẽ mong ngài tạm thời ở lại biên kinh. Chỉ cần cục thế ổn định, tôi nhất định sẽ đưa ngài về quê hương Nghĩa Ô. Lúc đó mới an táng ngài một cách long trọng, để cho ngài yên mộ yên mã. Nguyên Soái, bây giờ tôi mặc áo giáp lại cho ngài, ngài chắc chắn sẽ vui lòng. Tôi làm như vậy, lúc chúng tôi xuất thành chiến địch, vẫn có cảm giác ngài đang chỉ huy chúng tôi, ngài đang lãnh đạo chúng tôi, thì chúng tôi càng có lòng tin hơn. Nguyên Soái, xin ngài yên tâm.身先死，常使英雄泪满襟。一代名将宗泽在战乱中与世长辞。耿直刚正的岳飞在宗泽陵前许下誓言，将拼死保卫汴京城。在杜副帅和刘统之的牵制下，他能做得到吗？踌躇满志的金兀术正为他的南征胜利欢呼之时，含悲忍痛的岳飞率领了牛皋、王贵、张宪三兄弟夜袭金营，重创金兵。金兀术忍不下这口气，又会采取什么强烈的报复手段呢？疾风知劲草，板荡识忠臣。各位观众，明天晚上7:30，敬请准时收看《八千里路云和月》。八千里路云和月播出以后，承蒙各界热烈支持，收视率遥遥领先，对岳飞之大忠大孝、大仁大义赞誉颇多，深表感谢。敬请继续观赏《八千里路云和月》。